Bé của chị còn nhỏ lắm, em phải ngủ lại ở đây ha. Dạ. Kitty, nhắm mắt ngủ đi con. Con đi về phòng đi, để papa về hát đôi cho con ngủ. Hãy nín nín đi con, hãy ngủ ngủ đi con. Bé hôm nay em nghe có tiếng hát trong nhà của mình á. Hay là ba của Kitty hả chị? Ba có về cho con ngủ không?